Người mắt sắp đổ mắt nguội, một giờ là đi về, một giờ là về luôn. Vâng, con chào cô. Quỳnh ơi, mình cứ đợi bạn Ngọc một chút xong rồi mình học nhé. Dạ vâng.
Thôi chắc là mình học trước nha, chắc là bạn Ngọc à, muộn tẹ nên thôi mình học trước nha. Này mình tiếp tục học đến review 2 nha. Rồi. Bây giờ mình nhìn vào từng câu hỏi. Mình trả lời cho cô nào. Bây giờ nhá. À, số 4 này là match the question with the answer. Thì câu số 1 đã cho ví dụ là is Duy watching a DVD? Mình sẽ chọn câu D là no he isn't. Thế con thì tại sao lại chọn câu D? Em thương cô. Tại bởi vì là có những câu khác này nó cũng là no, nhưng mà tại sao mình lại chọn câu đi? watching không cô? Không, tại sao lại watching được? Watching tại sao dựa vào watching mà con lại chọn được câu đi? Tại sao chọn câu đi nhỉ? Bây giờ con nhìn vào nhá, Duy là chủ ngữ nam hay nữ? Nam cô. Ừ, nam đúng không? Thì sẽ phải là là gì? Là hi cô. Ừ, là he đúng không? Thì trong này chỉ có mỗi he thôi, thì mình sẽ chọn no he isn't đúng không? Ừ, con hiểu ý cô Hiểu rồi cô. không? Ừ, rồi bây giờ tiếp đến câu 2 nào. Are the children playing volleyball? Nghĩa là gì đây? Cô là nhiều người chơi, nhiều người chơi bóng, nhiều Con dịch người cô nào? Vì đây là câu hỏi thì phải dịch như thế nào? Nó cô dạy bao nhiêu lần rồi? Are the children playing volleyball? có Ừ. phải người chơi bóng chuyền phải không? The children là gì con? Children là điện thoại mẹ này. The children là các đứa trẻ đúng không? Những bạn trẻ, những đứa trẻ con, những đứa con nít đúng không? Vâng. Ừ. The children là những đứa trẻ hoặc là những đứa con nít. Thì có phải là playing volleyball là gì? Đang chơi gì? Chơi bóng chuyền cơ. Ừ, đúng rồi. Có phải là mấy đứa trẻ đang chơi bóng chuyền phải không? Thì mình sẽ chọn câu. Yes, see yes, where? Yes, we are. Hả? Vâng. Tại tại sao lại we được? We là gì? Là chúng tôi. Ừ, we là chúng tôi thì tại sao lại chọn chúng tôi? Đây là những đứa trẻ mà đúng không? Thì nó sẽ là Dạ, cô là họ là Nodea. gì? Nodea. Đúng rồi, no they aren't. Vậy là cô F. Rồi. F đúng rồi. Are the children playing volleyball? No, they aren't. Rồi. Is land snorkeling nghĩa là gì con? Như cô là Lan. Snorkeling này Snorkeling mình học bao nhiêu lần rồi nhỉ? Snorkeling là gì? Yêu cô là lặng. Ừ, đúng rồi, snorkeling là lặn. Thế is land snorkeling là gì? Là cô ấy lặng hả cô? Tùy cho cô theo cô theo câu hỏi nào. Cô ấy đang lặng phải không? Đúng rồi, có phải là Lan đang lặn phải không? Đúng không? Thì mình sẽ chọn câu. Yes, she Đúng rồi, yes, she is. là cô ấy không? Đúng rồi, A. Tiếp theo câu Are you and your friends surfing là gì? Are
Are you and your friend surfing? Nghĩa là gì con nhỉ? Con là những anh em. Có phải bây giờ dịch câu hỏi mà đúng không? Thì mình phải dịch như thế. Nào. Phải. You and your friends là mình sẽ dịch sao? Có phải mọi người đang... Tại sao lại là mọi người được con? Hại bạn. Đúng không cô? You and your friends là gì? You là gì con? Của tôi. Sao you lại là của tôi? Là bây bạn giờ... Ừ, bạn, you bạn. Là bạn đúng không? And your friends là gì? Và có phải bạn và bạn của bạn đúng không? Yeah. Ừ, your friends ở đây là sở hữu của you, your là sở hữu của you, còn friends là bạn thì là bạn của bạn đúng không? Các bạn của bạn. Thì có phải bạn và những đứa bạn của bạn. Gì đây, surfing là gì con? Là lướt ván cô. Ừ, là lướt ván. Có phải bạn và những đứa bạn của bạn đang đi lướt ván đúng không? Mình sẽ chọn câu. Hello cô là yes we are. Yes we are, đúng rồi. Đúng rồi, chúng tôi đi có đi lướt ván. Mình phải dùng we tại vì you and your friends là chúng tôi mà chúng tôi là we đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Is the monkey jumping? Nghĩa là gì? Dạ thưa cô, là những con khỉ đang trèo phải không? Những hả? Những con khỉ hả? Con khỉ ở đây số ít hay số nhiều? À. Con khỉ ở đây là số ít cô. Ừ, đúng rồi, thì mình sẽ dịch là dạ cô là số ít hả? Thì mình không dịch những con khỉ, mình dịch là con khỉ có đang nhảy thôi đúng không? Dạ. Ừ, mình không dùng những tại vì đây là số ít thôi nên phải dịch là con khỉ, có phải con khỉ đấy đang nhảy không? Đúng không? Thế mình chọn câu gì nào? No. The monkey thì mình sẽ chọn cái gì? No. It isn't nữa cô. Ừ, đó là câu gì con? Là con. Đó là câu B đúng không? Dạ. Có B. No, it isn't. Rồi, are you eating a sandwich? Là ý nghĩa là gì? Bạn có ăn sandwich không? Ừ, đúng rồi, bạn có ăn sandwich đúng không? Có phải bạn đang ăn sandwich không? Dạ. Thì mình sẽ chọn câu gì nhỉ? Cô là câu C, S, yes, I am. Đúng rồi, câu C, yes, I am, đúng rồi. Rồi, tiếp đến câu vừa rồi, từ từ. Con đã nhớ mấy từ này chưa? Bây giờ cô sẽ hỏi lại một lần nữa, the children là gì? The children là lặn cô. Thế the children này là lặn con? Không, the children là... cô là ơ mình vừa dịch rồi mà quên. Are the children playing volleyball là gì? Children là những đứa trẻ. À đúng rồi. The children là những đứa trẻ. Con nhớ chưa? Nhớ đây. Ừ. Rồi snorkeling là gì? Nhớ cô là lặn. Ừ, là lặn. Surfing. Nhớ cô là hài hước. À không phải. Surfing là... Kỹ rồi mới trả lời nha. Surfing là lướt ván. Ừ, surfing là lướt ván.
Rồi, jumping là gì? Jumping là nhảy. Đúng rồi, jumping là nhảy. Rồi, được rồi, mình sẽ tiếp đến bài bài số 5. Complete the text. Bây giờ người ta đã cho mình một cái hộp có tất cả các chữ gets, brushes, plays, walks, catches. Thôi mình chỉ cần điền vào chỗ trống thôi đúng không? Như ví dụ câu 1 thì người ta đã cho là Thanh gets up at 5:30 on Mondays. Là Thanh thường dậy vào tầm 5:30 và mỗi thứ hai, mỗi sáng thứ hai đúng không? He has a shower. Anh ấy tắm là he has này, mình đã có một từ ở đây rồi. And then he chấm đã chấm dressed. Mình sẽ điền. Get. Ừ, đúng rồi, gets, đúng không? Sau he phải động từ phải thêm s, con nhớ chưa? Nên là gets. And then he gets dressed là gì? He gets dressed ở đây là gì con nhỉ? Get dressed là gì? Get dressed là mặc quần áo đúng không? Mặc quần áo, dạ vâng. Ừ, get dressed là kiểu thay đồ, thay quần áo các thứ, đúng không? Vậy là Thanh dậy vào 5:30 mỗi sáng thứ hai. Anh ấy tắm và sau đó thì thay đồ, sửa soạn, mặc quần áo đúng không? Dạ. Rồi tiếp. He has breakfast with his family. Breakfast con nhớ là gì không? Have breakfast, has breakfast là gì? Has breakfast là con dịch ra cô nguyên câu he has breakfast with his family luôn là gì nào? Anh ấy breakfast là ăn sáng cô. Ừ, đúng rồi. Anh ấy ăn sáng cùng vợ, cùng gia đình hả cô? Ừ, đúng rồi, anh ấy ăn sáng cùng với gia đình của anh ấy. Rồi tiếp cho cô nào, đọc cô tiếp theo rồi điền cho cô nào. Em thưa cô là place. Con đọc hết cả câu cho cô nào. Từ giờ này đọc sao? He always, always là luôn luôn. Always đọc lại cho cô nào. Always. Ừ, đúng rồi. He always sao? Để hôm cô là he always cái gì? His teeth after breakfast. Teeth là gì con? Là teeth. Là đánh răng cô. Ừ, thế đánh răng là gì? Đánh răng hả? Đánh răng là con bị rồi. Nào, nhớ xem nào. Đây để có thể đánh răng là first my tear. Từ đấy là teeth con. Trời ơi, cô dạy bao nhiêu lần rồi? First my teeth. Đúng rồi. He always brush. Từ này đọc sao? Từ này không phải brush mà đọc có es, mình đọc là gì? Là brushes đúng không? Brushes. Ừ, con nhớ vào cho cô nào. He brushes. He always brushes. Từ đấy là brushes tại vì có es đúng không? Mình không thể đọc là brush không thôi được. Mình sẽ là he always brushes his gì? His. Cái gì cần đọc lại cho cô nào, xem đúng không nào. Brushes his. Brushes his. Từ đấy mình vừa đọc mà quên. His đúng không? Dạ, his. Không nhớ cho cô nhá. Dạ. He always brushes his teeth after breakfast. Có nghĩa là anh ấy đánh răng vào buổi sáng hả cô? Always là gì? Cô vừa bảo always là gì? Always. Vậy cô làm luôn luôn. Ừ đúng rồi. He always brushes his teeth after breakfast. Thì mình dịch là gì? Dịch từng chữ cho cô nào. Anh ấy
luôn luôn đánh răng vào buổi sáng. After breakfast là gì? After là gì? After là sau khi đúng không? Dạ, sau khi. Before là trước khi, còn after là sau khi. He always brushes his teeth after breakfast, có nghĩa là anh ấy luôn luôn đánh răng sau mỗi bữa ăn sáng, đúng không? He never, gì nhỉ? The bus to school. He never. Does was the cô từ đó sao ta? Không nào, từ nào con? Mình đang ở câu số 4 mà, he never mà con. Câu số 4 đây nè. Đây. Câu này là con. Cái kia. Anh nhầm. He never sao? He's never. Never là gì con biết không? Là không. Never là không bao giờ. Always là luôn luôn. Never là không bao giờ. Rồi, anh ấy không bao giờ làm sao? Chấm là chấm the bus to school. Bao giờ đi khách? Đi gì? Đi xe buýt với cô. Ừ, đi xe buýt làm sao nữa con, cứ dịch đi. Không bao giờ đi xe buýt. Không bao giờ đi xe buýt đến trường hả cô? Anh ấy không bao giờ đi xe buýt đến trường thì mình chọn câu gì? Mình chọn từ gì? Cô lại cast. ES thì mình đọc là gì nhỉ? Như từ brush có ES thì đọc là brushes, thì catch mình sẽ đọc là catch gì phải cô? Catches. Catches. Catches đúng không? Yeah. Rồi anh ấy không bao giờ bắt xe buýt đến trường. He always chấm ba chấm to school with his brother là sao? Anh ấy luôn luôn đi bộ hả cô? Ừ. Anh ấy luôn luôn đi bộ tới trường. With his brother là gì? Cùng với anh trai. Ừ đúng rồi, luôn luôn đi bộ đến trường cùng với anh trai. Thì mình sẽ chọn cô, chọn từ gì? Dạ thưa cô là từ... Nào từ đấy ngày trước cô dạy con rất nhiều nhá. Để xem Quỳnh có nhớ cái nào không nào. Qua mình hả cô? Cái gì? Qua mình hả cô? Hả? Qua mình hả cô? Chuyện này con đọc sao? Đọc từ đấy là what? Walk. Ừ, walks. Con đọc cái woman là gì? Always walks. Đọc lại cho cô walks. Walk. Walks. Walk. Con nhớ chưa? Để con nhớ lại. Walks. Cố gắng nhớ cho cô nhá. Cô. He always walks to school with his brother. Anh ấy luôn luôn đi bộ đến trường cùng với anh trai. Rồi, vâng. After school, he chấm ba chấm with his friends in the park. Là gì? Anh ấy... After school. Phải dịch từ đầu câu chứ con. After school. Còn đây cô bảo after là gì nhỉ? After là... Mình vừa dịch ở trên after breakfast luôn á. After... Rồi. Đây. Trước khi đúng không cơ? Trước khi. Trước khi là before rồi. Thế after là gì? Ngược lại với trước khi là gì? Ngược lại với trước khi là sau khi mà cô. Ừ. Đúng rồi, thì đây là sau khi này. Đúng không? Dạ vâng. After school sau là khi trường. Ừ. Sau khi trường. Anh ấy học ở trường xong. Yeah. Ừ. Anh ấy đi chơi cùng với các bạn hả cô? Ừ. In trong... the park là gì? Park. Park là con biết park là gì không? Dạ không cô. Sân chơi. Park.
Park là công viên nha. Park là công viên. Sau mỗi giờ học thì anh ấy, sau khi mà học ở trường xong thì anh ấy đi chơi với các bạn ở công viên. Thì còn từ gì? Điền từ gì vào? Điền từ place. Đúng rồi, place. He plays with his friends in the park. Anh ấy chơi với các bạn của anh ấy ở trong công viên. Anh loves the park. Anh ấy rất là thích chơi ở công viên, đúng không? Rồi, xuống bài tiếp theo. Rồi. Giờ cô sẽ hỏi lại những từ nãy giờ này. Have a shower là gì? Dạ cô. Have a shower. Have a shower này con. À, dạ thưa cô là tắm rửa. Ừ, đúng rồi. Get dressed là gì? Get dressed là trước khi hả cô? Không, get dressed là trước khi con. Anh ấy trước khi là sao? Nếu mà cô này mình nói là get dressed là trước khi anh xong rồi, anh ấy trước khi là nghĩa là gì con? Get dressed là gì? Mặc quần áo đúng không Quỳnh? À, mặc quần áo. Làm mặc quần áo. Con nếu như mà con không nhớ từ gì thì con phải ghi ra đúng không? Cái từ đó là tôi lúc nào vẫn chưa kịp đúng không? Mình vừa dịch rồi mà. Vâng. Get dressed là mặc quần áo. Rồi. After là gì? After là luôn luôn. Nó đây Quỳnh, after tại sao lại là luôn luôn? After đâu cô? Từ after đâu? After đây, con đọc con phải biết là đang đọc từ gì chứ? Có thể ảo cô không? After là... sau khi. Từ after là sau khi. Đó, con ghi vào đi. Rồi cô. Rồi, thế always là gì? Always là luôn luôn. Ừ, đúng rồi. Thế never là gì? Never. Never là... là không bao giờ đúng không? Vâng, không bao giờ. Never là không bao giờ. Con ghi lại nha. Còn the park là gì? The park là đi chơi công viên. Là the park là công viên đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi tiếp đến bài tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ read and complete the word, có nghĩa là mình sẽ đọc và mình sẽ hoàn thành nốt cái từ người ta đang để trống này. Nó có những âm tiết như là ow là ow và ow ou hoặc là oi oy hoặc là oi oi. Thì bây giờ cô người ta ví dụ. Hình số 1 này là con bò đúng không? The cow is black and white. Mình sẽ điền âm tiết ow. This cow is black and white. Con bò này thì có màu đen và màu trắng. Rồi, bây giờ Quỳnh điền cho cô số 2 nào. Được rồi, cô xíu. Ủa, nãy giờ Ngọc vào rồi hả con? Thôi bây giờ Ngọc làm... Nãy giờ Ngọc vào mà không bảo cô. Thôi bây giờ Quỳnh để cho bạn Ngọc làm bài này nhá. Nãy giờ Ngọc có nghe không con? Ừ, bây giờ Ngọc mở mic làm cho cô bài này nhá. Rồi, bây giờ Ngọc điền cho cô hình số 2 này đi. Con làm hết cho cô bài này luôn. Cái gì con? Flowers and trees grow in a Quỳnh hình như bị lát, Ngọc hình như bị lát đúng không? Cô không nghe thấy Ngọc nói. Cuối cùng mới. Ừ đúng rồi, oi đúng không? Oi. Là in soil, soil là gì con biết không? Là nước. Ừ, đất hoặc là sỏi đá đúng không? Soil. Rồi tiếp, cities are. À.
You. Oh, you, đúng không? Đúng rồi. CDs are round. Những cái đĩa CD thì có hình tròn, đúng không? Rồi tiếp. I don't like. OW. Đúng rồi. OW, từ đấy đọc là gì? Flowers. Ừ, flowers. My favorite. Chấm ba chấm. Is my new toy. Đúng rồi, toy. My new toy. Toy là gì? Đồ chơi. Ừ, đồ chơi. There is chấm ba chấm in the bottle. Oil. Ừ, đúng rồi. Oil. O-I-L, đúng không? Oil là dầu. Rồi, đúng rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ có một bài dịch. Mình không có làm, cô không có sửa bài tập về nhà hả cô? Tí nữa cô sửa. Bây giờ mình sẽ, bây giờ cũng là 8 giờ, cô sẽ cho nghỉ 10 phút đi. Xong rồi tí nữa mình sẽ dịch bài này và sau đó cô sẽ sửa bài tập về nhà luôn nhá. 8 giờ bao nhiêu rồi vô cô? Từ 8 giờ 11 các con vào nhá. Dạ bơ. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ dịch cái bài này nhé. Đầu tiên cô sẽ cho đọc qua một bài này một lần. Bây giờ mỗi bạn đọc cho cô. Bây giờ cô đọc một lần thứ nhất, xong rồi các bạn đọc cho cô nhé. Được không? Rồi. Của bạn Ngọc đâu nhỉ? Ngọc ơi, con mở cam lên đi. Ừ, bây giờ cô sẽ đọc bài này một lần xong rồi. Hai con sẽ đọc, mỗi người đọc một đoạn và xong dịch lại cho cô nhé. Rồi. Bài này là Champa the Sun Bear. Cát Tiên National Park is in the south of Vietnam. It is a very big rainforest. The park, các con chú ý nha, tí nữa cô bảo đọc lại đấy. The park has lots of wild animals living in it. You can see lots of interesting birds in the park. You can see elephants, crocodiles, monkeys, snakes, and bears too, as well as animals. Cát Tiên National Park is famous for its trees and flowers. There are lots of places to walk in the park. If you are lucky, you might see some wild animals. The best time to see animals is at night in Cát Tiên National Park. You can go on a night walk. The guides give you special boots and flashlights and take you into the forest. After dark, you need to be quiet because wild animals are frightened of people. Champa is a sun bear. She is 12 years old. Bears usually live in the forest, but Champa lives in the bear center at Cát Tiên National Park. The Bear Center has a swimming pool, climbing towers, and comfortable places for Champa to sleep, eat, and play. Some of the Champa's family members live there with her. There are some trees in the Bear Center, and Champa loves to climb to the top of them. Champa has big teeth, but she mainly eats fruit. Champa's favorite food is mangoes. But she also eats apples, nuts, eggs, and honey. The park keepers bring Champa and her family fruit to eat every day. Sun bears usually sleep during the day and wake up at night. Champa likes the park keepers and wakes up when she hears them bringing food in the evenings.
đúng không nào? Bây giờ mỗi bạn đọc cho cô từng đoạn xem nào. À, bây giờ Quỳnh đọc cho cô đoạn thứ nhất đi. Dạ cô. Cá tin. Từ đó là được làm gì vậy cô? Được thành thành phố. Từ đó là làm gì con nhỉ? Nè con đọc cái này đi. Casting. Từ đó là sao vậy cô? Từ đấy là national. 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 Ừ. Park is in the is in the flower đúng không cô? In the south. South of Vietnam. It is a very big raining rainforest. The park has lots of wild animals living in it. Lots of animals. Living in Mongo. Living in it. In it. Yeah, you can see lots of interesting. Interesting first in the park. You can see animal, crocodile, monkey, snake, and bats too. As well as animal casting National Park is the famous for đúng không? Famous for đúng rồi. Famous for is it's cheese and flour. Đúng rồi. There are lots of. Rồi, xong đoạn 1 rồi đúng không? Con dừng được rồi. Dịch một đọc một đoạn thôi. Bây giờ mình dịch chung cho đỡ mất thời gian nhá. Vâng. Rồi, Cát Tiên National Park is the south of Vietnam là gì? Is in the south of Vietnam. Vườn. Cát Tiên National Park là vườn quốc gia Cát Tiên đúng không? Dạ. Vườn quốc gia Cát Tiên thì ở phía Nam của Việt Nam. It is a very big rainforest. Nó là một cái vườn, cái gọi là gì nhỉ? Chờ cô xíu nào, mình sẽ phải. Nó là một cái khu rừng nhiệt đới. Rainforest ở đây là rừng, khu rừng nhiệt đới. Nó là một khu rừng nhiệt đới rất là to. The park has lots of wild animals living in it. Cái công viên đó, cái vườn đấy thì có rất là nhiều. Wild animal là gì? Wild animal là động vật hoang dã đúng không? Dạ vâng. Nó có rất là nhiều những con động vật hoang dã sống ở đấy. You can see lots of interesting birds in the park. Bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều các loài chim ở trong công viên. Ở trong công viên đấy, trong khu vực đấy. Yes. You can see elephants, crocodiles, monkeys, snakes and bats too. Bạn có thể nhìn thấy. Voi.
cá sấu và ừ. khỉ rắn and bat là gì cơ? Bats là rơi con ạ. Rơi. Ừ, mình có thể nhìn thấy voi, cá sấu, khỉ, rắn và cả rơi nữa. Yeah. As well as animals. Khi nói về các động vật thì vườn quốc gia Cát Tiên cũng rất là nổi tiếng về cả các cây loài cây và các loài hoa, đúng không? À, thơm luôn. Tiếp gì nhỉ? Ngọc đọc cho cô đoạn này đi. Ngọc ơi. Ngọc ơi, con dịch cho cô, con đọc cho cô được không? Con nghe thấy cô nói không? Ngọc ơi. Ngọc ơi, con nghe thấy cô nói không? Dạ, có. Ừ, bây giờ con đọc cho cô đoạn này được không? Con có cho chị ăn lắm ạ. Ừ? Con cho chị ăn lắm ạ. Con nói gì đó Ngọc? Từ cái chữ There's a lot of này. Ừ, đọc cho cô cái đoạn này này. There are lots of places. Từ đấy là places. Places. Ừ. To walk in the park. Right. You are lucky. You might see some wild animals. Wild. The best time to see animals is at night in national park. You can go on a night walk. They'll do this. If you speak, if the guides give you special boots. The guides give you special. Mm. And flashlight. I can take you into the forest after dark. You need to be by these wild animals. Rồi, đúng rồi. Of people. Ừ, bây giờ mình sẽ dịch chung nhá. There are lots of places to walk in the park. Có rất là nhiều nơi để mình có thể đi bộ ở trong công viên. If you are lucky, you might see some wild animals. Nếu như bạn may mắn thì bạn có thể sẽ nhìn thấy một vài những con thú hoang dã, đúng không? Wild animal là thú hoang dã này, động vật hoang dã. The best time to see animals is at night. Thời gian tốt nhất, thời gian tuyệt nhất để mà có thể thấy các con vật đó là vào buổi đêm. Vào buổi tối đêm ấy. In Cát Tiên National Park. Ở trong vườn quốc gia các Cát Tiên. You can go on a night walk. Bạn có thể có một cái buổi đi bộ vào buổi đêm. A night walk là đi bộ vào buổi đêm. The guides give you special boots and flashlights and take you into the forest after dark. Cái người hướng dẫn viên, the guides này, các người hướng dẫn viên
sẽ đưa bạn một cái special boost là gì, con có biết không? Có ai biết special boost là gì không nhỉ? Rồi, special boots là một cái đôi ủng đặc biệt, và một cái flashlight là đèn flash, đèn pin ấy, và sẽ đưa bạn đi vào trong rừng sau buổi tối. Các con hiểu không? Các con nghe thấy không? You need to be quiet because wild animals are frightened of people. Bạn cần phải giữ im lặng bởi vì những động vật hoang dã thì rất là sợ người, đúng không? Rồi, các con có nghe rõ chưa nhở? Hôm nay thì mình dịch hai phần này thôi nhá, còn hôm sau thì mình sẽ dịch tiếp hai đoạn này để mình làm bài ở dưới, được chưa nào? Các con nãy giờ các con đã nghe cô dịch được chưa? Đã rồi cô. Rồi, đợi cô một chút. Bây giờ mình sẽ mở sách bài tập ra đi, rồi cô sẽ sửa bài tập. Lần trước là cô cho làm bài gì nhỉ? Thưa cô, mình làm bài... Để con tìm coi. Làm bài 1, 2, trang 44 đúng không? Vâng. Rồi, đợi cô một chút. Rồi. Đấy chứ cô. Đây là cô xem màn hình. Rồi các con thấy chưa? Rồi cô. Ví dụ như cô, đây bài 1 sẽ là read the text in the student book. Right. He gets up early every day. Là mình đã có một câu mẫu là thi dậy sớm. Everyday là gì nhỉ? Có ai nhớ không? Everyday là... Để thưa cô là everyday là buổi tối. Everyday là buổi tối. Là buổi chiều thôi cô. Everyday là mỗi ngày. Đúng không? Dạ. Thì đấy rất là dễ, cô nói rất nhiều lần rồi. Everyday là mỗi ngày. Thế bây giờ câu 2 điền gì? Ngọc ơi, Ngọc điền cho cô câu 2 con nào. À từ từ nhá. Đợi cô một xíu. Rồi, mình nhìn lại, các bạn nhìn lại vào bài thi này này. I get up early every day, đúng không? Đây, để cô xem màn hình đã. Đây đúng không? Bài thi thì nó đã bảo là I get up early every day. Thì ở đây mình sẽ điền every day đúng không?
Thế còn she walks down the hills to school. Thì theo con điền gì Hằng Ngọc? Con làm bài chưa? Con biết là cô... Cô con biết làm... là... Con làm bài chưa? Ngọc ơi, con làm bài chưa? Con làm bài chưa? Bữa cô giao bài rồi đấy. Con chưa làm bài. Con chưa làm một đoạn bữa ngày hôm trước. Học cô ở trên lớp con cho ra nhiều bài tập đó. Vậy nhưng mà hôm nay nếu bạn Ngọc chưa làm thì thôi nhỉ, chắc là mình sẽ để bài này cho bạn Ngọc làm đó rồi mình mới sửa. Quỳnh ơi, con làm rồi mà đúng không? Dạ vâng cô. Nếu Ngọc chưa làm thì hôm nay Ngọc phải hoàn thành hai bài này cho cô nha. Dạ vâng. Thì coi như bài tập hôm nay thì sẽ là để cho bạn Ngọc làm lại hai cái bài 1, bài 2. Và bài hôm nay thì mình sẽ làm thêm một bài nữa. Đó là bài bài số 1 và bài... Nói chung là mình sẽ làm bài 1, 2, 3 của trang 46 ngày hôm nay. Cho bài tập ngày hôm nay nhá. Vậy thì Ngọc cố gắng chịu khó là làm cho cô hai bài này với lại ba bài ở dưới sách trang số 46 nhá, để lần sau cô sửa nhá Ngọc. Thế thôi coi như hôm nay mình ra sớm nhỉ. Yeah. Cô ơi, cô giờ mà giờ mình có 8:33. Ừ, cô biết mà. Nhưng mà cô kiểu cô cho ra sớm tại mình cũng học. Hôm nay sớm. Hôm nay hơi sớm đúng không? Nhưng mà tại vì mình cũng đã học đủ cái bài soạn rồi, thế nên là ok. Cô sẽ cho ra sớm mà hôm nay. Goodbye class. Nhớ làm bài tập thì mình làm cho cô sửa nha. Dạ vâng. Goodbye. Goodbye.